Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube Cha Trang TV và tôi là Hoàng Dôn. Bây giờ thì đang là 9 giờ sáng của ngày 17 tháng 7 năm 2022. Clip này thì nói về nước bạn nha, không phải Việt Nam. Nhưng mà cái điểm hay nhất ấy là những cái dòng thông báo có thể nói rằng là cực kỳ gay gắt của bên phía của Trung Quốc. Hôm nay thì Trung Quốc đã chính thức đã khởi tố một nhân vật cực kỳ cao cấp mà chúng ta hay gọi là hổ, còn nhỏ hơn thì người ta gọi là ruồi. Thế nhưng mà hôm nay là hổ lớn tư pháp, phó chính khoa thì bị khởi tố. Tuy nhiên, cái điều thú vị nó không nằm ở cái chỗ ông này bị khởi tố mà là cái dòng thông báo cực kỳ hay. Xin thưa các bác và mọi người, chúng ta cứ qua một cái bài trên báo Tiền Phong thế này. Ngày 11 tháng 7 thì ông Phó Chính Hoa là cựu Bộ trưởng Bộ Tư pháp, cựu Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an Trung Quốc thì đã bị khởi tố. Theo Tân Hoa Xã thì Phó Chính Hoa đã bị Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Trường Xuân khởi tố về tội nhận hối lộ số tiền đặc biệt lớn và lợi dụng kẽ hở của pháp luật để trục lợi. Và đây là con hổ đầu tiên từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc và bị buộc cái tội rằng là lách luật để trục lợi cá nhân. Ông Phó Chính Hoa thì là ủy viên Trung ương khóa 19 và sinh năm 1955. Tham gia công tác thì từ tháng 12 năm 1970, từng là bí thư đảng ủy, phó cục trưởng và kiêm giám đốc sở công an thành phố Bắc Kinh. Ủy viên nói chung là lắm lắm chữ lắm. Và ông hiện nay thì đang là Bộ trưởng Bộ Tư pháp và kiêm là phó bí thư ban cán sự đảng. Và ông đã giữ chức là phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Xã hội của Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc. Và vừa rồi thì tháng 10 năm ngoái, ông đã bị bãi chức. Và cái thú vị thế này này, văn bản khởi tố của Viện Kiểm sát Trường Xuân thì cáo buộc bị can Phó Chính Hoa lợi dụng chức vụ quyền hạn hoặc những điều kiện thuận lợi để hình thành địa vị, mưu cầu lợi ích cho người khác, nhận trái phép số tiền và đồ vật đặc biệt lớn nên bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội nhận hối lộ theo quy định của pháp luật. Là cán bộ ngành tư pháp nhưng Phó Chính Hoa thì lại cố tình lách luật để mưu lợi và biết rõ kẻ khác phạm tội nhưng vẫn cố tình bao che để không bị khởi tố. Tình tiết đặc biệt nghiêm trọng cần truy cứu trách nhiệm về tội lách luật để trục lợi. Phó Chính Hoa thì là ông bên trái và Tôn Lục Quân thì cũng bị bắt rồi đấy. Thì là thời còn đương chức là bên phải. Ở đây này. Cái tội thì không nói làm gì rồi, nhưng mà có cái điều thú vị thế này. Và 31 tháng 3 thì Phó Chính Hoa thì đã bị thông báo về việc song khai, tức là khai trừ đảng tịch và chức vụ công. Thông báo cho thấy thì ông ta liên quan đến nhiều hành vi vi phạm pháp luật và pháp luật nghiêm trọng. Và xét về số danh mục tội lỗi thì độ dài và cách sử dụng từ ngữ trong thông báo thì cực kỳ hiếm thấy. Cái này mới là thú vị nhé. Xét về danh mục tội lỗi, độ dài và cách sử dụng từ ngữ trong thông báo thì ôi rồi, cả báo cáo các bác rằng là rất là thú vị. Cụ thể này, tôi sẽ đọc chậm để các bác thấy. Thứ nhất, cụ thể các hành vi vi phạm kỷ luật của Phó Chính Hoa thì bao gồm: thứ nhất là hoàn toàn xa rời, vứt bỏ niềm tin lý tưởng, chưa bao giờ thực sự trung thành với Đảng và nhân dân, triệt để đánh mất nguyên tắc tính Đảng, dã tâm chính trị cực kỳ lớn, phẩm hạnh chính trị cực kỳ tồi tệ, cơ hội chính trị vì lợi mất khôn, không từ mọi thủ đoạn để đạt được mục đích chính trị cá nhân. Đấy là thứ nhất nhé, kinh không? Gọi rằng là dã tâm chính trị cực kỳ lớn, phẩm hạnh chính trị cực kỳ tồi tệ, vân vân. Và thứ hai này các bác này, thứ hai là tham gia vào băng đảng chính trị của Tôn Lục Quân, kéo bè kết phái, lập băng nhóm vì lợi ích cá nhân. Đó. Thứ ba là làm giả, lừa dối trung ương trong những vấn đề gọi rằng là làm giả, lừa dối trung ương trong những vấn đề lớn gây nguy hại đến sự tập trung và thống nhất của đảng. Và thứ tư này, tùy tiện bàn luận các chủ trương chính sách lớn của trung ương đảng, kết giao với nhiều kẻ lừa đảo chính trị gây nên ảnh hưởng xấu xa. Thứ năm là sử dụng và mang trái phép vũ khí trong thời gian dài gây thành hiểm họa an ninh nghiêm trọng. Thứ sáu là không tôn trọng kỷ cương pháp luật của kỷ cương pháp luật,
người thi hành pháp luật nhưng vi phạm pháp luật, bẻ cong pháp luật vì lợi ích cá nhân, hành động tùy tiện gây hậu quả nghiêm trọng về chính trị. Điều thứ bảy này, Phó Chính Hoa từ lâu đã tham gia vào các hoạt động mê tín dị đoan để chống lại sự kiểm tra của tổ chức, coi thường tinh thần 8 quy định của Trung ương, tư tưởng đặc quyền cực kỳ nghiêm trọng, sống xa hoa hưởng thụ, chiếm giữ bất hợp pháp lâu dài nhiều nhà ở, văn phòng và nhiều xe buýt để cá nhân và gia đình hưởng thụ, sắp xếp lâu dài nhiều cán bộ công chức và nhân viên để phục vụ cho cá nhân và gia đình. Đó. Rồi thường xuyên nhận lời dự tiệc cao cấp và du lịch. Thứ 8, đó là nói dối khi bị tổ chức thẩm tra trục lợi cho người khác trong việc tuyển chọn, bổ nhiệm cán bộ, làm tổn hại nghiêm trọng đến sinh thái chính trị và hệ thống chính trị pháp luật. Và thứ 9, đó chính là tham lam hủ bại, tham gia vào các giao dịch quyền lực, đổi tiền bạc, nhận bất hợp pháp số tài sản khổng lồ. Đó. Các bác dùng đến, họ dùng những từ ngữ có thể nói rằng là rất là kinh khủng. Đó. Nhưng tôi thích nhất là cái từ gọi rằng là dã tâm chính trị cực kỳ lớn, nhưng mà phẩm hạnh chính trị thì cực kỳ tồi tệ. Cái này có thể nói chung được. Đó. Thực tế thì xin thưa các bác rằng là chúng ta chả thích gì bên anh kia, nhưng mà họ thì làm rất nghiêm. Trước cái ông Phó Chính Hoa này thì có một cái ông thì ông cũng đã bị gọi rằng là giám đốc công an của một thành phố thì cũng bị tội nhận hối lộ, tham ô, bỏ rút của công thì đã bị tử hình từ năm 2017. Đó là trong ngành tư pháp công an. Trước đây chúng ta thấy rằng ông Tôn Lập Quân là cái người mà Interpol, chủ tịch Interpol, nhưng mà cũng bị kéo về và thậm chí rằng bà vợ để kêu rằng là mất tích, nhưng thực tế thì bị bắt giam. Sau này thì đến ông Phó Chính Hoa này, có nghĩa rằng họ kết nối băng đảng với nhau nữa. Còn là chúng ta có trường hợp như thế hay không thì tôi nghĩ rằng là có nhiều nơi cũng có thể có đấy, nhưng mà chúng ta chưa phát hiện ra thôi. Hoặc là nếu không cẩn thận thì nó cũng có thể là hình thành trong tương lai. Và rõ ràng chúng ta nên học tập kinh nghiệm của nhiều nước cho vấn đề này, đặc biệt là làm thật nghiêm để làm gì ạ? Để họ không dám tham nhũng. Đó. Không dám tham nhũng có ba cái. Không dám tham nhũng nghĩa là làm thật nghiêm để cho họ sợ, để họ thấy rằng là dính vào là có khả năng là mất mạng, tử hình, mất sạch tài sản. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa rằng là thiết chặt những cái quy định để mà không thể tham nhũng. Cái này các quy định đảng vừa rồi ra là rất ok đấy. Các bác nào đọc kỹ thì có thể thấy rằng là một số quy định được bổ sung. Thì đặc biệt là một số cái điều như điều 71 hay rằng là điều 13 vân vân thì đều có những cái quy định rất rõ ràng cụ thể ở trong đó. Rồi vừa rồi là ra quy định là 69 thì là các hình thức kỷ luật thì cũng đều rất là nghiêm. Đó. Đấy là cái chúng ta gọi rằng là không thể tham nhũng. Thì ngoài ra thì còn bề mặt pháp luật nữa. Đó, ràng buộc những cái việc đó, có nghĩa rằng là đưa ra những cái chỉnh sửa những cái điều luật để mà họ không thể tham nhũng, như là kiểm soát quyền lực ở trong đấy. Và đặc biệt rằng là sau này chúng ta phải cố gắng để mà không muốn tham nhũng. Không muốn tham nhũng thì có nghĩa rằng là họ sẽ được một cái cuộc sống cũng gọi rằng là không phải là giàu có được, nhưng chắc chắn không phải là nghèo. Thì như thế có thể là chúng ta sẽ hạn chế được tham nhũng. Những người nào mà định vào nhà nước với cái mục đích là làm giàu thì tốt nhất là nên thôi. Muốn làm giàu, muốn có tiền thì tốt nhất là nên làm doanh nhân. Cứ làm ăn tử tế, các anh có tiền tiêu thế nào cũng được, không phải cấm. Nhưng vào nhà nước, vào chính quyền để mục đích trục lợi, để mục đích làm giàu thì không có được. Phải xác định rõ cái tinh thần đó từ cái lúc nộp cái đơn xin ứng cử. Đúng không ạ? Xin gọi rằng là đi xin việc ở khối nhà nước. Thì từ cái lúc đó là phải xác định như thế rồi. Xác định luôn rằng cả đời ở đây thì không giàu được đâu. Không giàu được đâu. Chỉ sau khi rời khỏi thì có cái gì đó thì chưa biết được. Ví dụ như các ông Tổng thống Mỹ ấy, thì ông ấy đi làm thì cũng không có nhiều tiền. Lương thì cũng bình thường thôi. Nhưng mà sau này thì rời khỏi chức vụ rồi thì có thể đi diễn thuyết, có thể đi giảng dạy, có thể đi nọ kia thì có thể rằng là có tiền. Thế thực tế hầu như không một nước nào, không một chính quyền nào trên thế giới này là có thể là vào đó để làm giàu. Ít nhất là mục đích là như thế. Còn chỉ có những kẻ mà dã tâm chính trị cực kỳ lớn, phẩm hạnh chính trị cực kỳ tồi tệ thì mới có thể làm giàu được trong khối nhà nước. Và đương nhiên với những người như thế thì là tội phạm. Đúng không ạ? Tôi đều buổi sáng để mà chia sẻ các bác một cái bản tin rất thú vị. Cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người.
Chúc các bác một buổi sáng tốt lành.